Hello anh em, hello mọi người nhá. Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với video mới nhất của em nhé. Mọi người hôm nay em lại có tiếp tục có về thêm được một ít than, ít lửa nhé mọi người. Hôm nay thợ có bấy về được một em than bổi, bổi già kìa. Đó. Hôm nay được hai em nhé mọi người, hai em. Và hôm nay có cả than truyền này. Lửa truyền hôm nay về thêm được một em nữa này. Đây mọi người, đây một em lửa truyền. Đấy. Hôm trước về được một em thì bán cho cái anh ở bên chỗ Quảng Khê, Đắk Cờ Long rồi nhé. Hôm nay lại về tiếp thêm một em nữa. Và vẫn còn một em mái như bữa trước. Bữa trước mà anh em hoặc các bác nào mà dặn mua cả một cặp đây thì hôm nay vẫn còn con mái đây nhé mọi người. Đây, mái đây. Đấy, một em mái nhé. Và một em chống truyền đây. Em lửa truyền nhé. Lửa truyền chống nhé. Và lửa truyền mái đây. Đấy, anh em hoặc các bác lấy thì em để giá 550 nhé. Còn mua trống lẻ thì riêng con trống lẻ thì bán 400 này. Đấy. Và hôm nay em có về thêm được một ổ lửa. Lửa non đây mọi người. Đây, lửa non đây mọi người. Ổ này có 4 con nhé mọi người nhé. Đây, 4 con. Đó. Chim 4 con khỏe mạnh. Đấy. Của mấy anh đồng bào á. Anh mới mang ra cho em đây. Đây. Ổ này 4 con này. Đó. Chim cũng mọc lông, cũng phun lông rồi đây mọi người. Đó. Cũng mọc lông, cũng phun hết rồi. Đấy. Đây mọi người nhá. Đó, phun lông rồi. Gần gọi là như kiểu là cũng đã gần đứng cầu được rồi đấy mọi người. Gần đứng cầu được rồi đấy. Một hai hôm nữa là cứng khỏe là cho đứng cầu được rồi. Đấy mọi người. Ổ này có 4 con. Đấy. Lửa này thì nay em bán giá cho mọi người 300 một em mọi người nhé. 300 một em. Đấy, ổ này thì 4 con thì 4312 mọi người nhé. 1,2 triệu. Đấy mọi người mua được ổ này thì liên hệ em nhé. 1,2 triệu. Đó. Còn đây là một em lửa mái này. Lửa mái truyền nhé. Lửa mái truyền mà hôm trước có các bác hoặc anh em nào dặn hỏi lấy cả cặp đấy thôi. Thì nay còn này. Vẫn còn một con này nhé. Con này em nuôi nó đã vào cám ăn cám rồi mọi người. Nó ăn cám rồi nhé. Còn con lửa trống này thì chưa mọi người ơi, nó chưa vào cám đâu nhé, mới về xong đấy. Còn đây là than này đấy, than to dài đẹp chưa mọi người đấy. Đây là than bổ nhá, than già. Còn đây một em than truyền trống có một em thôi đó đấy, và một em than bổ nữa. Đây em quay cho mọi người cùng xem này. Đây mọi người ơi, đây một em than nữa mới về xong đây, nó vừa mới nhảy tắm này, ướt này. Con này đuôi dài mà đuôi nó nhỏng. Đuôi nó cứ nhỏng lên. Đây mọi người. Chít này. Về cái là rít rồi. Rít xong đuôi giật lên. Đuôi nhỏng như đuôi bèn nha mọi người. Nhưng con này thì thuộc dạng bộ trung thôi. Không phải bộ to. Em thấy nhìn con này bộ trung thôi. Con này chắc là mẫu hót xòe đấy. Đó. À đây. Nay thợ đi bẫy được một con lửa mái nha mọi người ạ. Đây lửa mái đây. Mái này mái già mọi người nhá, mái già. Đuôi chắc tầm 12 đổ lại thôi. Mới về, chưa ăn cám đây. Mọi người lấy thì liên hệ em nhé, 150 một em. Lửa mái 150 một em nhé. Đây, có một em lửa mái này. Đấy. Đó, có một em duy nhất thôi. Mọi người lấy thì liên hệ em nhé. Một em lửa mái. Còn đây là em than bổi này. Than bổi thì em bán giá là 350 nhé. Đây, để em bắt con than này ra cho mọi người cùng xem. Con này dáng cao cầu, giật đuôi giật cao. Mẫu hót xòe đấy, con này mẫu hót xòe, bộ chung nhỏ. Đó, ok, để em bắt ra cho mọi người cùng xem cái con này nhá. Ok mọi người, đây. Một em lửa. À một em than nhé, than bổ nhá. Đây, nắm cũng khá to đấy. Đó, đây, nắm cũng khá to này. Đuôi cũng khá dài, em thấy đuôi cũng dài. Đây mọi người. Chim này. Đó. Mọi người thấy không? Rất đẹp nhá. Móng mỏ tay chân đây mọi người nhá. Đó, ok nhá. Bám bấu ok lắm rồi. Đó. Bám bấu ok hết rồi nhá. Đấy. 350. Con này dáng cao cầu, đuôi nhỏng như đuôi bèn. Đuôi rất dài. Đấy, một em thứ nhất nhá. Một em than bổi thứ nhất mọi người nhá. Đấy. Đó, đuôi giật đó, giật lên đấy, đuôi giật nhá. Đó, em này là em than bổi thứ nhất nhé, 350 một em mọi người nhá.
Mã số 1 nha, tiếp tục đến em mã số 2 đây. Đây mọi người ơi, em mã số 2 đây. Con này thì cũng đẹp này. Con này cũng to đẹp đấy. Đuôi con này chắc xòe đấy mọi người ạ. Đó. Con này thì nhìn nó nắm thì cũng nhỉnh hơn con kia một chút thôi mọi người ơi. Ây da, con này xòe đấy. Ây da, con này đúng là mẫu hót xòe đây. Mẫu hót xòe con này đẹp đấy. Đây mọi người nhá, con này mẫu hót xòe đấy. Khá to mọi người, khá to. Nói chung là không phải là to to lắm đâu, như than Đắk Nông thì có những con nó to hơn này, em cầm nhiều con này em cảm nhận em biết. Than Đắk Nông nhiều con to hơn này lắm mọi người nhá. Như này em thấy là bình thường thôi. Bộ này là bộ chung thôi. Đó. Đây. Mẫu hót xòe nhé, móng mỏ tay chân đầy đủ mọi người nhá. Đây. Đó. Móng này nó quắp vào bên chân này rồi. Đó, ok mọi người nhá. Em mã số 2, 350 nhá mọi người. Đấy. Đây, ok. Đó. Để cho nó vào đây. Xòe con này rất xòe rồi. Đuôi lúc nào cứ xòe xòe. Con này mẫu hót xòe rồi. Đây, cái móng chân bên này tí nhá. Móng miếc đầy đủ mọi người. Đó, ok. Đây. Rồi, mã số 2. Mã số 2 thì con này cũng 350 luôn. Có hai con than bổi thôi mọi người nhá. Đấy, ok. Rồi, tiếp đến là một em than truyền. Nay về được một em than truyền nữa. Đây. Than truyền đây mọi người nhá. À, cái ổ lửa này thì em vừa nãy có báo rồi nhá mọi người nhá. Ổ lửa này là 1,2 triệu. Lửa con này. Đây lửa con này nhá, 1,2 triệu mọi người nhá. Mọi người mua thì liên hệ em nhá, có 4 con thôi. Ok. Rồi, bây giờ sẽ là lấy em than truyền đây mọi người ơi. Đây than truyền đây nhá. Rồi để em bắt ra nhá. Đây mọi người. Em than truyền đây. Con này bộ cũng được ấy. Nắm cũng đã tay đấy mọi người. Nắm và vào cũng đã tay luôn đấy. À, nắm cũng đã tay phết đấy. Nắm cũng to phết đấy. Đây. Đấy, móng mỏ tay chân đầy đủ mọi người đây. Đó mọi người nhìn nhá. Đây. Đó. Ok hết nhá. Móng này. Này mới về. Lúc nãy chưa quên chưa có kéo áo xuống nó nhảy hơi bị chóc tí đầu. Đây ra lông báo đây. Đó trên đầu lông báo đây. Dưới cổ đây. Dưới cổ dưới ngực đây mọi người. Đấy mọi người thấy không. Đó lông báo hết rồi đây nhá. Lông báo này. Như này là hàng chuẩn trống rồi nhá. Đó. Con này bụng khá to. Em thấy nắm cũng đã tay. Cũng 350 luôn mọi người ơi. Than truyền hôm nay em bán giá cho mọi người 350 luôn nhé. 350 em này. Đấy ok nha mọi người nhá. Rồi. Còn đây là sẽ là một em lửa truyền trống. Đây lửa truyền trống đây nhá. Các bác hoặc anh em nào nhanh tay đặt chốt cả cặp này luôn này. Đây, cả có cái con mái nữa đây. Mái truyền, con này thì ăn cám rồi. Còn con lửa truyền trống này thì mới về thôi. Chưa ăn cám. Để em bắt ra cho mọi người cùng xem nhé. Đây. Em lửa truyền trống đây. Con hôm trước là bán rồi nhé mọi người nhé. Hôm trước em bán cho cái anh ở bên Quảng Khê Đắk Long rồi nhé. Mọi người đừng hiểu nhầm là con hôm trước nhé. Con hôm trước có một con thì khoảng bao nhiêu cuộc gọi, mấy chục cuộc gọi điện mà chỉ được có một người nhà mua được thôi nha. Chứ mọi người lại bảo em lại bán. Có mỗi con lại cứ đăng đi đăng lại. Không phải mọi người nhá. Người nào mua được chim của em thì sẽ biết thôi. Sẽ biết là em bán chim chứ không phải là bảo lại đi câu view câu like nhá. Có một con lại cứ lên cứ câu view câu like. Đây không phải. Nay lại về tiếp một con nữa mọi người nhá. Đây. Đó. Lửa truyền trống nhá. Ra lông báo chưa. Rất nhiều. Chim rất đẹp nhá. Móng đây mọi người. Ok mọi người nhá. Móng này. Đó mọi người thấy không? Móng ok hết nhá. Không đơ ngón nào nhá mọi người nhá. Đây mọi người. Móng không đơ ngón nào nhá. Đó. Riêng con trống là em bán 400 mọi người nhá. Đấy, trống là 400. Rồi. Đấy ok mọi người nhá. Chiêu cò thì hôm nay em chỉ có vậy thôi. Đó. Anh em hoặc các bác chốt được em nào thì liên hệ em nhé.
Này em có mỗi mấy em than bổi với than truyền rồi là ổ lửa non và lửa lửa truyền trống. Rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em nhá. Xin chào tất cả mọi người.